Ngày 25 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm ma túy phức tạp do một đối tượng tật nguyền khó khăn trong vấn đề đi lại, sinh hoạt, cầm đầu ở thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương đã ập vào nhà của Nguyễn Văn Đông, 64 tuổi, ở khu 5, thị trấn Thanh Hà và bắt quả tang Đông đang bán ma túy, tổ chức cho người nghiện sử dụng trái phép ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều ma túy và các dụng cụ bơm kim tiêm. Được biết, Đông từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép ma túy. Sau khi ra tù vào giữa năm 2016, nhận thấy việc mua bán ma túy dễ dàng kiếm lời, nên Đông đã mua ma túy từ các nơi khác về sử dụng và bán lại cho người nghiện để kiếm lời. Mới lấy được có 20 tép về thì là em mới dùng được một tép. Vâng, em bán được 2 tép ạ. Được 200. 200 một tép. 100 một tép ạ. Tôi chỉ cho đối tượng quen biết thì tôi mới cho sử dụng ở nhà thôi, chứ còn tôi không cho các ai sử dụng ở nhà cả. Do gặp vấn đề khó khăn trong sinh hoạt và đi lại, Đông đã nhờ một số đối tượng quen biết nghiện ma túy đến nhà giúp hộ công việc của cá nhân và bán ma túy. Đổi lại, Đông cho ma túy để các đối tượng này sử dụng tại nhà. Lối vào nhà của ông Đông chỉ có duy nhất một con đường độc đạo, có thể quan sát được mọi diễn biến từ trong ra ngoài. Nên Đông rất tự tin khi sử dụng chính ngôi nhà của mình để thực hiện việc mua bán và tổ chức cho người nghiện sử dụng ma túy. Thì vì đã có rất nhiều tiền án về ma túy, cho nên là cái phương thức thủ đoạn hoạt động là rất là tinh vi. Ví dụ như Đông là cái nhà của Đông là xây được bố trí rồi xây khép kín. Thế thì thường là Đông là giao dịch mua bán ma túy là qua một cái lỗ là Đông đục ở tường. Thế tất cả các đối tượng đến mua ma túy thì Đông đều giao dịch qua cái lỗ ở tường đấy. Thế đối tượng đến mua thì đưa tiền qua lỗ. Thế và Đông đưa ma túy lại qua lỗ đấy. Thế thì rất là khó khăn, và cổng cửa thì là có 2 lần cổng. Thế và một cửa sắt luôn luôn được khóa. Thế và đường vào nhà Đông thì là một cái ngõ nhỏ thôi, đường rất độc đạo. Thế nên đối tượng ngồi trong nhà thì có thể qua cái lỗ cửa đấy, có thể quan sát đến tận đầu ngõ. Thế cho nên là lực lượng chức năng mà để mà áp sát, mà để triệt phá chỗ này thì chúng tôi cũng rất kỳ công, hóa trang mật phục. Thế là rất kỳ công thì mới phá được cái điểm này. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, tạm giữ Đông cùng các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau khi triệt phá thành công tụ điểm này, người dân và chính quyền địa phương vô cùng phấn khởi. Qua rồi, giờ ngon.